Điểm mạnh của em thì em có thể nói liên tục không ngừng nghỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Em đã từng bị chia tay vì nói nhiều quá đau nhất cả đầu đấy ạ. Từ lúc đấy thì em ngờ không biết đấy là điểm mạnh hay điểm yếu. Em cũng kiểu trao đổi nhiều cái xong rồi tin tưởng các thứ, nhưng mà cuối cùng em bị chia tay vì em nói nhiều đau đầu đó. Thế nào? Anh này là người chạy 10 km trong vòng 3 giây, chị có hiểu không? Chơi game gì em cũng chơi, chơi ăn nhàn chơi, chơi ăn nhàn chơi. Con này để con này các kiểu. Thế đặt tên con luôn nhá. Đến từ Hà Nội quý vị nhé. Bây giờ thì xin mời cả hai bạn gái chúng ta sẽ theo dõi một cái đoạn video clip giới thiệu của một chàng trai của ngày hôm nay. Đoạn video clip mà anh ấy đã quay dấu mặt bằng app Viper Lancer vô cùng dễ thương và đáng yêu. Xin mời. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Ngô Thành Đạt, năm nay 24 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Hiện tại đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Công việc chính của mình là một phiên dịch viên tiếng Trung và công việc phụ của mình là một TikToker. Sở thích của mình là chơi các môn thể thao và đặc biệt là môn bóng chuyền. Ngoài ra thì mình còn thích cả đi hát karaoke. Mình hay rủ bạn bè đi hát karaoke lắm, mặc dù mình hát không hay đâu, nhưng mà mình cứ hát thôi. Tham gia các hoạt động ngoài trời, tham gia các môn thể thao khác. Mình hy vọng là thông qua chương trình này mình sẽ tìm được một cô bạn gái thật là dễ thương, thật là đáng yêu. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta đã vừa xem xong đoạn clip giới thiệu về chàng trai ngày hôm nay. Xin mời Nguyên hãy chia sẻ cảm xúc của mình về chàng trai này như thế nào nhé. Xem qua video thì em cảm thấy bạn này có một dáng rất là đẹp và có vẻ cuộc sống của bạn ấy khá là năng động. Giọng cũng hay ạ. Nghe mới mấy câu thấy giọng cũng hay rồi ha. Rồi còn My. Mặc dù là anh ấy che mặt nhưng mà em có thể anh ấy đẹp trai rồi. Yeah, sao thấy đẹp trai được hay vậy? Bởi vì em là tarot reader nên là em có cái cảm quan rất là gọi là nhạy bén ạ. Em là người xem tarot. Ghê, có xem tarot nữa hả? Trời ơi, biết chừng nào mới có dịp My coi cho chị Tường thử quẻ tarot coi sao nha. Ba bạn thì chúng ta chỉ có thể là lắng nghe nhau thôi, chứ còn mình là mình chưa có nhìn thấy mặt nhau đâu. Đạt ơi. Dạ em đây chị. Nãy giờ nghe hai cô gái nhận xét về mình chưa? Dạ rồi ạ. Người thì khen giọng hay, người thì khen đẹp trai. Ôi giời, chưa thấy mà được khen quá trời ha. Cảm xúc của em hôm nay như thế nào? Em rất là không nói đến lời luôn. Hồi hộp và mong chờ để nói chuyện với hai bạn nhiều hơn. Bây giờ tôi đang tò mò quá, tôi thấy nãy chơi bóng rổ cho tôi hỏi trước câu, khỏi để hai cô gái hỏi luôn. Bóng chuyền. À bóng chuyền. Đã cao mét mấy? Em cao 1m81 ạ. Hèn chi. Đó, 1m81 nha mấy em. Rồi, Nguyên ơi, Nguyên cao mét mấy Nguyên? Em cao 1m62 ạ. Những điểm mạnh điểm yếu của Nguyên là gì nè, bây giờ mình giới thiệu luôn nè. Về điểm mạnh của em thì em tự nhận thấy mình là người thích nghi rất là tốt, ham học hỏi. Em chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình ấy. Tức là em không có thói quen đổ lỗi cho ngoại cảnh. Em cũng khá là thẳng tính, nhưng mà em thẳng tính theo kiểu kinh tế thì em sẽ không làm cho đối phương bị tổn thương. Về điểm yếu của em thì em là người rất là hay mất tập trung. Em ngồi làm việc hay là ngồi học thì em sẽ mất rất nhiều thời gian, bởi vì là em hay bị phân tán trong những cái khác. Thêm nữa là em làm việc theo kiểu cảm hứng đối ạ. Rất là nhiều khi em hứng lên thì em làm rất là say sưa, xong rồi tự nhiên em bị tụt mút đấy ạ. Xong em lại lười, em lại cảm thấy nản và cảm thấy mình không làm được ạ. Vừa học xong hả, là mình hay là mình còn đi học? Theo tuổi của em thì sẽ là ra trường rồi. Thế nhưng mà cái hồi mà thi lớp 12 đại học đấy ạ, thì em quyết định chuyển sang là thi là học nước cấp và em không thi đại học. Em chỉ thi tốt nghiệp thôi ạ. Sau khi đi làm nước cấp được khoảng 3 năm thì em quyết định là thi lại đại học để vừa học vừa làm ạ. Thì bây giờ em là năm 2 ạ. Thời gian rảnh rỗi thì mình có cái sở thích hay là cái đam mê gì không nè? Em có, em rất thích chơi bóng rổ ạ. Ngày trước thì em có tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ để những cái lúc rảnh để đi tập. Hoặc là em hay đi bộ ạ, nghe nhà xong rồi đi bộ. Còn bây giờ dịch rồi thì em chỉ có tập tại nhà thể thao thôi ạ. Vì vậy thì thể thao, có tinh thần thể thao là cũng giống anh Đạt rồi ha. Đứa bóng rổ, đứa bóng chuyền, miễn có bóng là được rồi. Cảm ơn Nguyên nha. Bây giờ chúng ta đến với bạn My nè. My ơi, My giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi My. Về điểm mạnh của em thì em có thể nói liên tục không ngừng nghỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Được rồi. Biết đấy có phải điểm mạnh đúng không, là điểm yếu. Em đã từng bị chia tay vì nói nhiều quá đau nhất cả đầu đấy ạ. Từ lúc đấy thì em ngờ không biết đấy là điểm mạnh hay điểm yếu.
Nhưng mà thường em nói về cái gì mà em nói được suốt 24 tiếng đồng hồ không ăn không ngủ à? Tức là em làm livestream á chị, nên là có nhiều thời điểm mà em chạy show thì em có thể phải nói cả ngày luôn, nói liên tục như thế. Thì em thấy đấy là điểm mạnh của em. Ok, và tốt. Còn gì nữa? Ngoài ra em đọc rất là nhiều sách về tâm lý, hay là em khá là tâm lý. Thời gian rảnh rỗi mình có không? Thường thì em cũng rất là ít thời gian rảnh, bởi vì là em gần như là thời điểm này em đang tập trung vào công việc á. Nhưng mà nếu mà rảnh thì em sẽ dành hẳn kiểu làm việc mấy tháng đấy thì sẽ dành hẳn một ngày đến hai ngày để đi du lịch luôn, sẽ kiểu đi xa luôn ạ. À, có như 1-2 tháng sẽ đi du lịch một lần, còn bình thường là làm việc túi mũi túi mặt luôn đúng không? Rồi bây giờ nếu có bạn trai đúng có rồi. Thời gian hẹn hò không? Thời gian nào sẽ dành cho bạn trai? Có bạn trai á là em sẽ bị cuốn vào tình yêu hơn hơn là công việc, nên là kiểu những cái lúc mà đang không có người yêu như thế này thì em sẽ tập trung vào công việc và tranh thủ. Nói chung là ham công tiếc việc nhưng mà vẫn ham trai hơn nhé. Giống tôi, ham trai giống tôi. Đó là sơ bộ hai thông tin về hai cô gái ngày hôm nay, Nguyên và My. Đạt, cho chị biết một chút xíu cảm xúc của em ngay từ lúc này như thế nào. Em thấy rất là vui vì có thể biết được hai cô gái, em cảm thấy rất là tuyệt vời như vậy. Rất là mong muốn nói chuyện được nhiều hơn để có thể tìm hiểu rõ hơn về hai bạn. Vậy thì bây giờ Đạt tự giới thiệu về mình một xíu đi. Hồi nãy nói tiếng Việt không rành, chứ em rành tiếng gì? Em rành tiếng Trung. Ủa vậy là em là người ở đâu? Gốc người ở đâu? Gốc Bắc Ninh chị ơi. À, gốc Bắc Ninh. Mà sao lại dành tiếng Trung? À, em có đi học ở bên Trung Quốc á. À, học ở Trung Quốc được bao lâu? 4 năm ạ. À, công việc hiện tại của em là phiên dịch chứ. Cái gì tiếng Trung hả? Dạ vâng ạ. Còn nghề tay trái là một TikToker. Vậy là thông dịch viên là nghề chính. Bây giờ có cái show cho em nè. Em giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung chị nghe coi. Em dịch chị có nghe hiểu, chị có hiểu không? Hiểu xong hiểu, trời ơi tôi rành tiếng Trung một bụng. 大家好,我叫吳成達,今年24歲,來自北寧越南,我的愛好是打排球,踢足球,乒乓球就是什麼球都可以玩,然後我喜歡唱歌,因為但是我唱歌不是很好,但是還是挺喜歡的,就這樣吧. Ever giới thiệu sơ sơ quá chị có hiểu không? Hai bạn kia có hiểu không? Hai bạn hiểu gì không cưng? Dạ vâng. Hai bạn gái hiểu gì không Nguyên My? Em hiểu hai câu đầu ạ. Hiểu hai câu đầu ạ? Dịch đi em. Để em dịch cho là xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Ngô Thành Đạt, năm nay 24 tuổi. Sở thích của mình là chơi bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, các loại bóng. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là luôn vui vẻ, cười nhăn răng suốt cả ngày được luôn á. Nếu mà có bạn gái thì em thấy điểm mạnh của em là dính bạn gái, có được gọi là điểm mạnh không chị? Dính bạn gái hả? Cái này phải tùy bạn gái mới biết chứ. Sống dính nhá. Dính kiểu dính 24/7 luôn. Đạt trải qua mấy mối tình được không? Em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình? Wow, dạ, mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên là hồi lớp 11, lớp 12 á. Tình đầu á. Rồi sao chia tay? Khoảng cách địa lý chị ạ. Cái địa lý này nó khá là khó chịu đối với em á. Là lúc em đi Trung Quốc á hả? À, vâng, yêu được một thời gian thì em đi Trung Quốc. Đi Trung Quốc được một thời gian thì chia tay. Không phải là vì có người khác mà chắc là tại vì em ham chơi á. Mối tình thứ hai, mối tình thứ ba thì là quen các bạn Trung Quốc. Quen người Trung Quốc rồi. Vậy hả? Thì... Dạ vâng. Cái mối tình cuối cùng của em cũng là tại vì địa lý cho nên chia tay. Tại vì em phải về nước. Bạn ở Trung Quốc có những gì đặc biệt nói chị nghe thử à? Bạn gái đối với em đã là đặc biệt lắm rồi. Bạn gái Trung Quốc của em thì điểm chung giữa hai cô là kiểu rất là năng động, vui vẻ, nhí nhảnh, dễ thương, đáng yêu, kể hoài không hết luôn. Có những cái điều gì mà em chưa thích lắm ở những cô bạn gái đó? Hình như là không có cái điểm gì hay sao. Em thấy các bạn ấy rất là hoàn hảo, chỉ có em là người khuyết điểm. Có phải là vì các bạn ấy quá hoàn hảo nên bây giờ về Việt Nam vẫn chưa có bạn gái ở Việt Nam? Em không biết nữa. Em thấy về Việt Nam tìm người yêu khó quá à. Sao vậy? Sao lại khó? Vậy tiêu chí của em như thế nào? Tại vì bây giờ em vẫn còn trẻ nên là em thấy vui là được, vui vẻ sống với nhau. À không phải sống với nhau mà kiểu vui vẻ khi ở bên nhau, làm những điều mình thích, đi những nơi mình chưa đến bao giờ. Về ngoại hình em có tiêu chí gì không? Về ngoại hình thì cao là một điểm cộng đối với em. Em thấy cái cuộc nói chuyện đầu tiên rất là quan trọng hơn là ngoại hình. Ok, rồi cảm ơn những thông tin của Đạt nha. Chúng ta sẽ đến với bạn Nguyên. Nguyên ơi, tình trường của em như thế nào Nguyên? Tình trường của em thì không có mối tình nào đặc sắc. À không phải đặc sắc mà không có mối tình nào thực sự ạ. Mà em có rất nhiều mối quan hệ mờ mờ, nó chưa đến được yêu nhau ạ.
không cần yêu đơn phương nhiều nữa. Là mình kém quá hay là tại vì mấy anh đó chưa có đúng chuẩn hay là như thế nào mà nó chỉ mập mờ cho nó chưa đi vào chính thức được? Biết tại sao ạ? Không phải là em kém đâu ạ. Kiểu mình chỉ vui khi tìm văn vở, hay sao ấy ạ. Cứ chuẩn bị đến với nhau rồi thì lại có một vấn đề nào đó và không thể đến với nhau ạ. Ví dụ như có mối tình anh ấy hơn em 8 tuổi. Anh ấy có nhiều trải nghiệm về cuộc sống hơn, mà lúc đấy thì em còn đang đi học nữa, em ở lớp 12, chưa có nhiều trải nghiệm về cuộc sống. Thế nên là nhiều cái anh ấy chia sẻ với em không hiểu biết được ấy ạ. Không kiểu bắt sóng được để mà nói lại ấy ạ. Thì tạm thời dừng lại để em sống đã. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em nghĩ là em sẽ thích một người bạn trai mà năng động. Tại vì là bản thân em cảm thấy là em hơi trầm một tí. Và em thích những bạn nào mà tích cực, năng động, hiểu biết, có nhiều trải nghiệm. Em cũng thích có một bạn nhiều trải nghiệm để bọn em có thể chia sẻ với nhau những điều thú vị mà mình đã trải qua ấy ạ. Bởi vì câu chuyện nó sẽ không chỉ có mỗi là anh yêu em, yêu anh đúng không ạ? Mà nó sẽ là nhiều những cái thứ cuộc sống xung quanh nữa. Thì em nghĩ bạn nào mà càng có nhiều trải nghiệm thì cuộc sống tình cảm của hai người cũng sẽ thú vị hơn. Trước 8 tuổi thì không ổn, bây giờ em nghĩ là cái người bạn trai lớn hơn mình cỡ mấy tuổi thì ổn? 9 tuổi cũng được, hơn tuổi mấy tuổi cũng được ạ. Miễn là nói chuyện hợp nhau. Ok rồi, cảm ơn Nguyên nha. My thì có mấy mối tình rồi My? Em có cũng 3 mối tình như bạn Nam. Rồi như thế nào? Thì đầu của em được 2 năm, nghề tán đến 1 năm rưỡi, xong yêu nhau được 2 năm ạ. Yêu xa thì kiểu em ở quê còn anh ý ra Hà Nội học với kiểu như khoảng cách địa lý, nhưng mà bọn em vẫn quyết tâm là sẽ gặp nhau ở ngoài Hà Nội. Thì đến khi ra Hà Nội thì mới bắt đầu gặp nhau rồi thì lại phát hiện ra nhiều cái tật xấu các thứ các kiểu, thế là lại không vượt qua được. Thế lúc đấy em cũng đang kiểu trẻ con nít non nớt nên là kiểu đang dễ chán ý, như là em thấy chán nên em ấy. Mối tình thứ hai là mối tình không phải dài nhất mà là người mà em kiểu như là cũng yêu nhất cho đến thời điểm hiện tại. Em cũng kiểu cho ấy nhiều cái xong rồi tin tưởng các thứ, nhưng mà cuối cùng em bị chia tay vì em nói nhiều đau đầu đó. Chính vì vậy là em bị sốc, em bị tổn thương. Nhưng mà chị biết thế nào không? Thế nào? Anh này là người chạy 10 km trong vòng 3 giây, chị có hiểu không? Chạy 10 km trong vòng 3 giây đã hiểu không? Mặt cũng hình vậy. Chạy 10 km trong vòng 3 giây. Ừ, vận động viên thể thao, em hiểu không? Đúng rồi, anh đã hiểu không? Hiểu không? Chạy 10 km trong vòng 3 giây. Chạy 10 km trong vòng 3 giây. Thế này nó phải có sự trải đời rồi mới hiểu cái câu này được. Thế này thì anh nhận là anh chưa trải đời rồi. Bây giờ chị hỏi Đạt là Đạt chạy 10 chạy 10 km trong vòng bao lâu là nhanh nhất? Em chưa bao giờ chạy 10 km cả, nhưng mà em thấy biết không hiểu cái 10 km này là cái gì hết á, chị tưởng hiểu không? Nhưng mà thí dụ như 3 giây thì em chạy được bao lâu? 3 giây chạy được chắc 30 km. Nhầm, 30 mét. Em nghĩ là bạn ấy không nói cái chạy 10 km trong vòng 3 giây là chạy thật đâu, nó là chạy được cái gì đó em không hiểu lắm. Thì bạn bảo là chưa trải đời thì em nghĩ là chị Tường ở đây chưa trải đời, thì em hỏi là chị có hiểu không? Vậy Nguyên nó trải đời rồi kìa, Nguyên hiểu không? Nãy giờ thấy Nguyên suy nghĩ quá trời. Hiểu không? Đó, thấy chưa, phụ nữ là mỗi mình em chưa hiểu á. Thế thì chúng ta sẽ thuộc về nhau rồi. Tưởng là nam chính ngôn tình hóa ra lại là nam phụ đâm mỹ. Rồi xong luôn. Chạy 10 km trong vòng 3 giây. Rồi hai cô gái thì để về em sẽ trai không hiểu xem. Có nghĩa là như vậy mà anh đủ thừa, anh nói em nói nhiều. Tức là cái chuyện này á, đáng ra cái lý do đấy là lý do em có thể chia tay anh ấy được, kiểu không hợp ý, không hợp về chuyện đấy ấy, thì là kiểu cái chuyện đấy đáng ra em phải là người chia tay cơ, nhưng mà đây em đã không chia tay, đã bỏ qua cái chuyện là chạy 10 km trong vòng 3 giây rồi. Nope. Nhưng mà anh ấy lại chia tay em vì lý do em nói nhiều, bảo là em vô duyên. Mà không phải vì còn duyên với anh ý. Đạt giờ đấy mới cười, từ từ ngồi chơi. Không, em vẫn chưa hiểu, em vẫn chưa hiểu. Chúng ta anh phải gặp em ngoài để em giải thích cho anh hiểu. Đúng rồi, nên gặp nhau okay, ở ngoài đi. Ok. Đúng rồi. Anh sẽ đi hỏi bạn bè, anh sẽ như là. Đi hỏi đi cưng. Đây là mối tình mà em kiểu yêu thật ý, thì em mới cho người ta. Thì xong rồi là em bị lừa. Rồi mối tình thứ ba. Mối tình cuối cùng và mối tình gần đây nhất thì em kể xong thì mọi người đừng nghĩ là em kiểu gọi là, chung là mọi người sẽ nghĩ là chuyện tình cảm của nó tệ lắm ý. Vì là mối tình thứ ba của em là yêu một người bằng tuổi, mà cả đời em đã thề là em sẽ không bao giờ yêu trai bằng tuổi vì là nó trẻ trâu lắm nên em bị lừa. Xong rồi bạn ấy vay tiền của bạn ý để bán em, xong cuối cùng yêu nhau thì lại bắt em trả. Buồn cười, xong rồi còn vay thêm của em 30 triệu nữa, xong mãi không chịu trả. Yêu nhau được 1 năm rưỡi mà bạn ấy vay hứa 1 năm trả, nhưng mà sau cuối cùng vẫn chưa trả. Xong rồi em đợi thêm 6 tháng nữa vẫn chưa trả được, thế thôi em cho luôn rồi em chia tay. Mất 30 triệu. Gọi là cho luôn, đợi mãi có năng lực để trả đến chị kiểu giao dịch giãi.
nghề cũng không đi làm được. Thôi em thì làm streamer để em kiếm được hơn. Thì mất 30 triệu, đầu quá, thường quá. Sao Đạt, Đạt nghe mối tình của Nguyên với My ngày hôm nay thì Đạt có cảm xúc như thế nào? Em hiểu, hiểu hơn được một xíu. Bạn đầu tiên là bạn Phần Nguyên đúng không? Bạn Nguyên gặp toàn anh kiểu thích mập mờ ấy. Em lại không thích kiểu này lắm. Có gì thì nói ra thẳng, lại cứ thích kiểu trên tình bạn dưới tình yêu là không ổn rồi, không ổn rồi. Không ổn rồi, bởi vậy cổ mới chưa có mối tình nào sâu đậm đó. Còn bạn kia thì đúng là đúng như bạn nói, là bạn nói nhiều thật đấy. Tình trường của bạn thì khá là phong phú á. À, nhưng mà hiện tại giờ tới thời điểm này nè, chưa nhìn thấy mặt thì em đang có cái cảm xúc, đang có ấn tượng với ai nhiều hơn? Bây giờ em mà nói ra thì nó đau đầu, lại quay về một phía xong rồi lại để lại chân lại đi về một hướng thì sao chị? Để lại mình không nói, mình không tiết lộ để tí nữa mình đi thẳng luôn về đấy khỏe hơn không? Chào mọi người, mình là Hạnh Nguyên. Hiện mình đang làm beauty blogger. Công việc chính của mình là làm video hướng dẫn trang điểm và chia sẻ về làm đẹp. Thêm vào đó thì mình còn nhận review sản phẩm nữa. Công việc này của mình thì chủ yếu làm tại nhà và khá chủ động về thời gian. Sắp tới thì mình cũng định mở rộng sang lĩnh vực thời trang nữa. Ngoài ra mình vẫn đang là sinh viên nên mình cũng phải vừa học vừa làm song song. Mình rất là thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Nhưng mà từ đợt dịch mình đã tạm dừng và chỉ nhảy dây tại nhà thôi. À, mình còn rất thích làm đồ handmade nữa. Dạo trước mình có lên YouTube tự học đan macrame, có được có đan bán nữa cơ. Nhưng mà giờ không có thời gian nên mình đành tạm dừng. Ban công mình có một cái võng nên là những cái lúc mệt mỏi hoặc stress mình rất thích ra đây làm đọc sách. Trong các loại sách và chuyện mình đọc thì mình thích nhất là đọc tiểu thuyết trinh thám. Không biết là có ai cũng sở thích với mình không? Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Và mình là Phan Thị Huyền Nhung, tiểu thư dòng họ Phan Thị đấy ạ. Mình còn một tên gọi khác nữa, đấy là Hiểu My, hay còn gọi là My Sói. Mình sinh năm 98, tức là tuổi Mậu Dần như con hổ đang ở trên mặt đây này. Mình đến từ Vinh, nhưng hiện tại bây giờ thì mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc của mình ở trong thời điểm hiện tại trong dịch đang là streamer. Còn trước đây thì mình có kinh doanh dịch vụ hẹn hò, dịch vụ tâm linh, bởi vì là mình biết xem tarot và dịch vụ homestay. Tuy nhiên thì qua đợt dịch, mấy căn nhà homestay của mình cũng đã được chuyển nhượng. Và hiện tại bây giờ thì mình tập trung vào cái nghiệp livestream, bởi vì là mình có thể có năng lực nói 24 tiếng không ngừng nghỉ. Mình rất là nhiều năng lượng, đến lúc mà mình phải xem tarot để cho nó bớt năng lượng không mọi người. Mình sẽ dẫn mọi người vào phòng livestream của mình nhá. Đây là phòng livestream của My. Rất là nhiều bài đó, và My có phải tổng cộng phải tầm 20 mấy bộ bài nữa đó mọi người. Và My cũng có mở lớp dạy tarot. Rất là nhiều luôn. Cái này thì là đã tặng cho học sinh bớt bớt rồi đó. Và đây là góc livestream của My. Cái bộ này là bộ đầu tiên mà My dấn thân vào nghiệp livestream và My dành dụng để mua được. Nhớ đẹp như thế này thôi nhưng mà có 12 triệu nhá. Còn đó, bộ bên này thì là bộ mà gần đây My vừa mới tậu về và cũng có giá tầm 40 triệu. Sau một số năm cố gắng thì My đã dành dụng để tậu cho mình cái căn nhà nho nhỏ này. Những cái lúc mà rảnh á thì My sẽ đọc sách. Thật sự là biết rất ít thời gian rảnh luôn á, nên là lúc rảnh thì My sẽ dành 1-2 ngày My đi du lịch luôn. Máu quá, máu luôn. Sao Đạt? Bạn đầu tiên thì cao tay hay là bạn thứ hai thì stream? Không biết bạn stream cái gì á, tại vì em khá là thích cái mảng stream này á. Em stream cả về game gủng á. Em chơi game gì á? Em chơi game gì em cũng chơi, chơi ăn mình làm chơi. Chơi ăn mình làm chơi. Rồi em live stream Mimo á, hát hò, idol cop, play các thứ các kiểu nữa. Nói chung là cái gì em cũng làm, mảng gì em cũng động vào á. Hôm nay cho chị hỏi trước tiên là Đạt là có người nhà gì không? Không ạ, một mình em luôn. Còn đợi em để bên em nữa chọn. Một mình em luôn thì bây giờ em phải quan sát và lắng nghe cho thật kỹ nha. Chị cho em thêm một vài cơ hội nữa thôi. Chứ coi chừng là lựa chọn nhầm đấy nha. Rồi một hồi là hối hận nha. Bây giờ là chúng ta có hai cô gái xác định là cho rõ nè. Cô Nguyên và cô My. Trước khi đưa ra quyết định thì em còn muốn hỏi gì hai bạn gái mình? Muốn tâm sự gì trực tiếp? Em có thể hỏi trực tiếp hai bạn. Em chỉ muốn nói là em thấy phụ nữ sinh ra để tôn trọng. Phụ nữ sinh ra đã là một thứ rất là đẹp đẽ trên thế giới này rồi. Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, mỗi người đều có sự là thu hút riêng. Hãy người đàn ông mạnh mẽ của tôi ơi. Dạ, em nghĩ là em sẽ chọn để nói chuyện sâu hơn với bạn là dính bạn gái, có thể gọi là điểm mạnh. Tổng dính nhá, tổng dính nhá.
đúng tuổi cũng được, hơn tuổi mấy tuổi cũng được, nghĩa là nói chuyện được nhau. Đôi em có thể là em không được yêu xa bằng tuổi vì là nó chỉ thấp á, em rất biết chơi bóng rổ ạ. Có tinh thần thể thao là cũng giống anh Đạt rồi ha, chỉ bóng rổ đối bóng chuyền, chỉ có bóng là được rồi. Em chơi đơn gì cũng chơi, chơi anh mình chơi cũng là chơi. Em nghĩ là em sẽ chọn để nói chuyện sâu hơn với bạn là Mi Sói. Mi Sói. Dạ, kính thưa quý vị, và cổng mini game trên Viper Community đã đóng và kết quả sẽ được công bố vào tập tiếp theo. Bây giờ thì xin mời chương trình hãy cho kết nối tất cả ba bạn ngày hôm nay là với nhau để Đạt có cơ hội chào hỏi Nguyên và cũng có thể là gửi những lời chúc tốt đẹp đến Nguyên và chia tay Nguyên. Bây giờ trước tiên mình hãy ưu ái dành thời gian nói chuyện với Nguyên trước đi. Còn My thì một lát nữa mình sẽ có thời gian nhiều hơn để trò chuyện. Em thấy cả hai bạn đều rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Tiếc là chỉ chọn một trong hai thôi. Kể cả cho chọn hai thì chắc là hai bạn cũng không đồng ý đâu ạ. Em nghĩ là bạn cũng sẽ tìm bạn trai mà để yêu thương dỗ dành cô ấy sớm thôi ạ. Tại vì em thấy cả hai bạn này đều rất là tuyệt vời. Chị Tường cũng xin thay mặt chương trình cảm ơn Nguyên ngày hôm nay đã đến với chương trình nhé. Bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt Nguyên nha. Chúc Nguyên nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Chào mọi người ạ. Bye bye Nguyên. Và bây giờ sẽ đến cái phòng rap, rap xoay vòng của hai người mà người nào cũng thích nói nhiều. Bây giờ thì chị Tường sẽ out ra để dành lại sân chơi này cho hai bạn. Hai bạn sẽ tự trò chuyện với nhau, tự tìm hiểu nhau. Xin mời. Hello, hello Mi. Hello anh Đạt, em quên mất là cái đoạn này thì mình sẽ nói chuyện những gì rồi. Mọi người sẽ nói về chuyện kết hôn này, đẻ con này, rồi các kiểu. Thế đặt tên con luôn nhá. Nhưng mà anh vẫn không hiểu cái gì 10 km chạy 3 giây là sao? Cái này thì nói chung là cái này nó kiểu thầm kín ý, nên là em nghĩ là ở trên chương trình này thì em chỉ nên chia sẻ cái thế thôi. Còn anh muốn cái gì mà nó cụ thể hơn ý, để kiểu như là mấy giây câu chuyện nào gọi là truyền thuyết 3 giây nó như nào ấy thì chúng ta có thể gặp ngoài. Ok, không cần nói riêng. Nhưng em muốn hỏi là tại sao anh chọn em á? Tại vì em nói nhiều á. Cái gì á? Tại vì em nói nhiều á. Trời ơi bà. Em thấy anh cũng kiểu như là cũng không diễn tả được nhiều á, như kiểu là bạn nữ kia. Em cứ nghĩ là hai người sẽ hợp nhau hơn thôi. Anh thích người cao đúng không? Thì thực ra là em không được cao lắm. Em 1m55 không? Em chắc là đứng đến ngực anh á. Anh kẹp các cái là em đi luôn. Đây. Thế là anh 81 đúng không? 51, 52, 53 thì đó. Thực ra đối với anh thì cao thì phải cỡ 70 trở lên thì cao, còn dưới 70 thì anh thấy giống nhau cả mà. Nhưng mà gu của anh là gu trên 70 à? Thế lỡ đâu mà người ta đi giày cao gót nữa, người ta cao hơn anh thì sao? Đi giày cao gót thì đi cỡ bao nhiêu phân mà cao hơn anh được? Bình thường em đi bao nhiêu phân rồi? Bình thường em lùn thế này thì đương nhiên em toàn đi 10 phân rồi. Sau đi ra ngoài ấy, sau đi ra ngoài mà đi với anh ấy, thường đi giày cao gót đau chân lắm, anh bế em luôn nhờ. Nếu mà rồi mà em quen được một người mà người ta có thể bóp chân cho em hàng ngày á thì em mới đi giày cao gót. Anh bảo là đừng đi giày cao gót nữa, anh bế em luôn nhờ. Câu này thở tiếng hơi nặng rồi, ngắt đây. Chốt đơn. Ủa rồi hỏi cái vụ 3 giây gì, 3 giây 10 km chưa? Em hỏi rồi nhưng mà bạn không nói, bạn bảo để nói riêng chị ơi. Em không cho chị Cát Tường biết. Trời. Em sợ quá. Chị Cát Tường em... gì cũng biết. Hồi nãy trước khi tôi out ra tôi vẫn còn kịp nghe cái câu là đặt tên con đi. Bây giờ tao thử hai đứa đặt tên con cho vui coi. Anh họ gì nè? Đúng anh rồi, lấy họ rồi ghép tên nhau nghe thử coi. Anh họ Ngô á. Ngô Thành Đạt, Đại Đa Thành nghe tên đẹp rồi, không nói kiểu họ rồi. Hợp lý hoàn ạ. Ngô Phai Sắn. cũng được. Ngô Khoai Sắn là tên con trai. Lỡ em thích con gái tên gì? Tớ tên con gái gì đó. Ngô Lúa Gạo. Đặt lại cho nó hay ra nè. Ngô Phan gì? Ngô Phan Lúa Gạo gì đấy, nghe cũng được mà. Ngô Phan Lúa Gạo. Em thấy chỉ cần là tên của con hai đứa là em thấy đều đẹp thế. Là mình đang ở khác tỉnh nhau nha. Nếu mà hôm nay mà mình quyết định mà mình tiếp tục tìm hiểu nhau nữa đi, chỉ ví dụ vậy đi, thì khi nào mình mới có được cuộc hẹn chính thức ở bên ngoài? Nghĩ là gần nhất thì qua Tết Dương em sẽ về nhà, thì em nghĩ là sẽ sắp xếp được một cuộc hẹn. Gần tới rồi. Ủa em đang ở đâu mà em về nhà? Em đang ở Sài Gòn chị, còn nhà em ở Bắc Ninh. Ồ. Bắc Ninh đến Hà Nội thì nhanh lắm. Ồ, hiện giờ đang ở Sài Gòn. Yeah. Anh vào Sài Gòn là do công việc của anh à, hay là do cái gì, hay là do anh theo chân ai vào Sài Gòn? Tại vì anh thích Sài Gòn hơn á. Anh cũng chưa từng ở Hà Nội dài ấy, nhưng mà anh có những lần mà anh đi
học về từ bên kia anh bay về thẳng Sài Gòn luôn để chơi với bạn bè anh ấy. Xong rồi anh quyết định là anh về nước cả anh đi bay vào Sài Gòn luôn á. Trong Sài Gòn nhiều gái xinh thế mà anh không tìm một người yêu à? Không rồi, anh... Ê quá trời. Chết em hỏi có hơi khó anh Đạt luôn. Nhưng mà anh chắc chắn là anh không có gì về tâm sinh lý nó bất bình thường đâu đúng không? Em đã trải qua một mối tình mà nói chung là nó cũng hơi có vấn đề về tâm sinh lý nó, nên là kiểu em cũng phải hỏi cho nó kỹ, bởi vì tại sao anh đẹp trai như này em vào Sài Gòn lại nhiều cô như thế. Anh không có vấn đề gì hết, không có vấn đề gì hết. Anh rất là thẳng đến mức không trèo thẳng hơn được nữa. Ok, có thẳng không anh? Thẳng đến mức không thể thẳng hơn được. Thẳng nhưng mà như đường mà anh có chạy nhanh không? Anh thẳng như anh chạy nhanh thì cũng như anh quẹo thôi. Hóa ra là như vậy. Đang cuối chương trình đó. Không nhanh. Mình có thứ mình nhanh được, có thứ mình không cần được chị ạ. Cũng may mắn lắm là cuối chương trình thì bạn Đạt cũng đã hiểu ra được rồi. Không nhanh nhá, không được nhanh nhá. Thẳng là không nhanh. Vâng. Bây giờ hai bạn đã chuẩn bị sẵn cho chị Tường hai cái biểu tượng của chương trình chưa? Rồi ạ. Bị sẵn chưa? Vâng, bên này có chưa? Em chỉ có muốn một cái thôi. Em nghĩ là tí em dừa cái này luôn đó. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường nha, thì mình sẽ đưa biểu tượng lên. Nếu đồng ý hẹn hò với nhau thì mình đưa biểu tượng là chú cún con Viper hạnh phúc. Nếu mình không đồng ý hẹn hò để mà tìm hiểu tiếp thì mình có thể đưa biểu tượng ngón tay ngược. Bây giờ mời hai bạn nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra biểu tượng của mình. 3. Ngô Thành đã thành nhân lên đẹp rồi, có chỉ hò thôi. Cũng được. Ngô Khoai Sắn là tên con trai. Được, em thích. Nếu mà rồi mà em quen được một người mà người ta có thể bóp chân cho em hàng ngày á thì em mới đi giày cao gót. Anh bảo là đừng đi giày cao gót nữa, đánh đổi em luôn rồi. 2. Một thằng không anh? Thẳng đến mức không thể thẳng hơn được. Anh thẳng như anh chạy nhanh thì cũng như anh quẹo thôi. Không nhanh. Mình có thứ mình nhanh được, có thứ mình không cần được chị ạ. 1. Em chỉ có muốn một cái thôi. Em nghĩ là tí em dừa cái này luôn đó. Xin mời quyết định của các bạn. Sao vậy? Sao mi? Tao để bụi bay vào mắt anh Đạt vậy? Em kiểu như em không thích yêu những người quá là gần tuổi á. Nếu mà em ấy sinh năm 97 là em đã thấy là nó khá là gần. Thậm chí em yêu tuổi 94 mà em còn có cảm giác như mẹ của anh ý luôn ý. Đây, như chị nhìn thấy phong cách ăn mặc của em với phong cách ăn mặc của anh ý, nó cũng đã kiểu màu đen, màu trắng. Rồi là kiểu nhìn kiểu như em già hẳn so với anh ý á. Cảm ơn My đã chia sẻ nha. Chị cũng tuyên bố lại em chị Đạt là thẳng mà không nhanh nhá. Chị vẫn khẳng định lại như vậy. Thẳng mà không nhanh. Thật ra thì các bạn còn rất là trẻ, cho nên là các bạn có rất là nhiều cơ hội trong cuộc sống. Biết đâu có cơ hội đó mình gặp nhau ở bên ngoài cà phê, cà pháo trò chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.